Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Và cái khiên này thì thật sự nó có thể cho mình khả năng tàng hình nè. Ủa, không, cái phép chứ. Cái phép Dust Art nè. Mình có thể tàng hình khi mà mình ngồi xuống á. Rất là hay luôn. Quá dữ, nhưng mà tàng hình chỉ mình thấy thôi chứ quái nó cũng biết mình đâu, nó quấn sắp mặt à. Cái này để biểu diễn chơi thôi à. Rồi, và trong ngày hôm nay thì trước khi chuẩn bị cho trận chiến với rồng Ender thì mình sẽ sửa sơ sơ cái set đồ lại. Mình sẽ lấy cái quần với cái ổn trong này ra, mình ghép lại với nhau cho tăng độ bền lên ha. Đó, nó tăng khá là nhiều luôn nè. Mình kết hợp lại nhưng mà cũng hơi uổng. Hay Vì trận chiến với rồng nên mình phải đầu tư thôi chứ biết sao giờ. Vô, kết hợp lại với nhau đi. Đó, cái này mình sẽ lấy cái bên mà cho mình dòng bảo vệ nha. Chứ bảo vệ của vụ nổ thì nó không có xịn bằng đâu. Xong, sửa lại thì nhìn nó cũng ok hơn rồi đó. Và mình cũng cần phải mang theo thêm những cái lọ không để mình còn làm ra cái hơi thở của rồng ấy. Đấy, rồng mà bắn hơi thở ra mình sẽ lấy một ít mang về làm hơi thở của rồng ha. Cỡ 18 ít quá không ta? 24 đi. Hơi thở của rồng mình cũng không có nhiều dùng nhiều lắm ấy, nên mình chỉ lấy khoảng 24 thôi là vừa rồi. Còn thiếu gì không nhờ? Táo vàng, thức ăn. Đúng. Đi khám phá mà không có thức ăn là không được đâu. Mình sẽ ăn cà rốt vàng để cho nó no bụng lâu nhất có thể. Táo thì mình có táo vàng rồi, chắc không sao đâu. Đã vậy mình còn một cái vật tổ trường sinh nữa. Chắc mình sẽ đem theo thêm một cái vật tổ trường sinh nữa quá. Hai cái đi cho chắc ha. Rồi, như vậy thì sơ sơ là kho đồ của mình nó đã khá là đầy đủ rồi đó. Giờ thì chắc lên đường thôi. Đi, let's go. Mình sẽ trở lại cái stronghold đánh nhanh rút gọn với cái con rồng Ender trong ngày hôm nay luôn. Chuyến này đi là cũng có thể lệnh ít dữ nhiều đó. Mong rằng mình có thể có nhiều may mắn khi mà đánh nhau với rồng ha. Giờ thì bước qua thế giới kết thúc thôi. Và nó cho mình ở đâu đây? Ở trong một cái khu vực khá là an toàn luôn, ngon. Đừng có lơ lửng giữa khoảng The Void là được. Chứ không thôi rớt xuống cái phía dưới á là mình mất tiêu luôn á, chết mất xác luôn á. Rồi, đây chính là địa, ôi gì, The End, thành phố thế giới kết thúc nè. Và đằng kia là con rồng. Hoài, càng. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra thêm block để có gì mình trèo lên trên ha. À, con rồng này đang gầm thét kìa. Ghê phết đấy. Lên, quá nhanh rút gọn. Nó có thấy mình. Ủa sao giống như nó sắp cạp mình vậy. Không ai thấy tôi, Omega lui. Không ai thấy tôi. Tại vì mình ngồi xuống là mình sẽ tàng hình nhờ cái phép. Ấy, nên mình cũng không sao đâu. Rồi, nó bắn hơi thở nè, mình sẽ lấy hơi thở của nó liền. Đó, việc nhẹ lương cao, 7 cái lọ hơi thở rồi. Và lúc này thì mình cũng sẽ dùng cung để mình bắn qua những cái Phalen lân cận á. Đó, hai cái liền, combo liền. Hút lẹ. Tại vì khi mà nó bắn hơi thở ra mình có thể khắc chế bằng cách là mình hút sạch luôn á. Cho nó khạc hơi thở của rồng mà xỉu luôn. Trúng luôn kìa. Trời ơi, hôm nay bắn cung dữ vậy. Ui, cái kìa cao quá. Chắc mình phải bay qua bên kia thôi. Né. Hên quá, né kịp. Đi xuống dưới. Đi xuống dưới rồi mình sẽ đi qua những cái trụ khác á. Nói gì cái mảng đánh rồng thì mình đã đánh rất là nhiều rồi, nên cũng gọi là có một chút kinh nghiệm. Và cái này là quặng gì đấy? Quên, tự nhiên mình đang đánh rồng mà quên. Tập trung chuyên môn. Nó bắn hơi thở nè. Hút luôn. Hút sạch luôn. Rồi, trở lại công việc chính nào. Hút nữa. Bắn hoài vậy. Mình sẽ phá cái pha lèn ở đây. Yeah, một cái nữa. Bắn trúng con rồng cơ. Trời ơi, con rồng nó che cho cái pha lê. Ôi ôi, suýt nữa thì trúng rồi. Ui, cao lên xí nữa. Cố lên. Bùm.
Rồi còn một cái ở chỗ này nè. Chắc mình sẽ trèo lên cao mình bắn cho bể cái này đi. Tại vì cái này là khá là cao luôn. Mình đập được thì mình sẽ dễ trong việc đập những cái còn lại ha. Với cả là rồng, đánh rồng thì bắt buộc mình phải đập hết mấy cái pha lê and. Nếu như mình muốn đánh dễ dàng. Nó bắn, Ui hên. Mình trèo lên kịp không là xác định rồi. Ui cái này phải, à mình sẽ bắn bên kia luôn. Bắn qua bên kia luôn. Ui, chút nữa. Cố lên. Cao lên một xíu nữa. Lần này thì sao? Ừ, né. Né cái nhẹ liền. Thấy mình. Ui, hết né được. Ây, ui. Ôi thổi của rồng mạnh thiệt. Chúng có một xíu thôi mà mất 3 trái tim rồi. Xong phiên và cái này nữa. Quét sạch. Ôi. Vẫn còn. Đằng kia vẫn còn một cái pha lê. Ái cha cha. Bây giờ mình sẽ biểu diễn trước cái đó. Đi xuống dưới nhanh. Sau đó mình sẽ qua đây và thử cái tuyệt chiêu là bắn lọt khe nha. Cái này hình như mình có thể bắn lọt khe. Nếu như mình canh chuẩn là mình vẫn phá được. Thì mình thử. Kỹ thuật lọt khe này hơi khó. Qua đây, đổi góc. Đó có cái lỗ chút xíu đằng kia kìa. Ôi không được rồi, dẹp đi. Đi lên trên cho lành. Mình sẽ lấy thêm block ra mới được. Hết thì mình còn có cái mà trèo lên thêm. Rồi cố lên, gần tới. Trời ơi con rồng nó tạp. Từ. Rồi. Xong phim rồi. Ui sao nhiều hơi thở của rồng vậy? Lấm miếng. Nhiều quá lắc máy luôn á. Xong. Vậy là mình có đủ 24 lọ hơi thở của rồng rồi. Bây giờ thì tới công việc chính là kết thúc con rồng thôi. Rồng hả rồng? Hình như rồng trong đây nó trâu hơn bình thường thì phải. Mũi tên của mình là sức mạnh 5 mà bắn nó không có xi nhê luôn. Bắn một lần mất có tí tẹo máu à. Nó bay mình chống hết cả mặt rồi đó. Để mình né chỗ này ra để cho nó đáp xuống chứ. Mình đứng ở đó mình sợ là nó không chịu đáp xuống. Nó cứ bay rồi nó gầm thét lên thôi. Đấy. Khó chịu chưa? Ngước lên mỏi hết cả cổ rồi. Đây rồi. Nó chuẩn bị đáp nè. Chuẩn bị đáp thì mình còn bắn nó được vài cái đó. Cố lên. Nó đang quẩy kìa. Rồi. Sẽ đập. Chặt nó. Sao mình chặt nó không được? Ở đây, chặt được rồi. Phải chặt ngay cái bụng của nó thì mới gây được sát thương. Và nó khá là trâu luôn. Ôi cái kiếm kim cương mình mạnh như vậy mà chặt nó mất có một tẹo máu à. Ừ. Chặt cho mệt mỏi luôn. Giống như cây kiếm mình bị giảm sát thương vậy á. Mình chặt nó không có suy nhê chưa. Còn. Nó bay rồi. Chu cho à. Mỗi lần đáp xuống thì mình kéo nó được cỡ gần phân nửa máu á. Kệ không sao. Mà đánh nhiều lần mà. Rồi cơ hội cuối cùng cho mình. Hy vọng là mình sẽ đủ sát thương để giết nó. Những ơi. Nhát chém cuối cùng. Yes. Thành công rồi. Mình đã làm xong cái thành tựu là giải thoát The End rồi. Đánh bại rồng Ender. Và nó sẽ cho mình rất là nhiều kinh nghiệm luôn đúng không? Ủa? Ủa gì kỳ vậy? Ủa? Rồi con rồng này kỳ ha. Bình thường giết rồng xong mình cả đống kinh nghiệm luôn. Mà lần này giết rồng xong có chút xíu kinh nghiệm à. Buồn vậy trời ơi. Còn mình sẽ trở lại cái lỗ khoáng sản lúc nãy ha. Cái này là Talassium. Lỗ khoáng sản này mình có thể đun ra. Vào làm được cái lò nung nè. Làm được giáp nhưng mà nó không có trâu lắm. Cái áo nó có 5 giáp thôi. Ngoài ra thì nó có thể kết hợp với Ender Dust để làm ra cái Terminite. Và Terminite thì mình có thể làm được giáp không? Làm được giáp nó xịn hơn xíu. Wow. Ok. Terminite mình nâng lên một cái nữa thì mình sẽ được Aternium. Ôi dồi nó nâng tùm lum tài le luôn á.
Giáp Athenium thì khá là trâu ha, chính giáp lần luôn. Wow. Cái này chắc thời gian sau mình có điều kiện thì mình sẽ làm sao ha. Ôi chết rồi, mình là up cái trứng rồng rồi. Chết. Đừng. Đừng up như vậy mà. Mình gỡ cái bùa ra coi. Rồi đập cái trứng nó dằn xuống dưới này luôn rồi. Mình sẽ lượm cái trứng rồng Ender này về ha, để mình up ở nhà mình. Mình có đá để end rồi mà. Ok, để vô đây cho nó gọn rồi. Và ở dưới này thì mình thấy là có khá là nhiều cái quặng Thalassium này. Mình sẽ lượm luôn. Lượm một chút. Cỡ 5 cái này 8 nữa là 13 rồi. 13 thì cũng chưa nhiều lắm. Mà thôi kệ, có nhiều thì đào bấy nhiêu đi ha. Mình còn có một cái cúp fan mining mà. Đó, mình sẽ lấy cúp này đào cho nó nhanh. Quên nãy giờ bổn túi. Đào cho hết luôn. Wow, cái này là Ender Orc. Cái quặng mình đào cái nó ra những cái mảnh Ender và làm được cái bột Ender nè. Thì ra là cái bột Ender là làm từ công thức này ha. Ok, lượm luôn. Nó cũng là một cái nguyên liệu cần thiết trong tương lai để mình làm ra bộ giáp xịn đấy. Bộ giáp mà cái áo nó cộng tới 9 lận. Nó hơn cái giáp Netherite của mình luôn. Quá dữ. Ngoài ra thì không biết ở đây nó còn loại khoáng sản gì không nhờ. Để mình đi một vòng mình kiểm tra luôn nha. Ui. Chết. Đào tầm 7. Đó là tác hại của cây cúp có cái dòng Vein Mining á. Nếu mà ở đây nó không còn thêm loại khoáng sản nào khác á, thì mình sẽ đi qua những cái đảo lân cận cái đảo chính này luôn ha. Để thường thường giết rồng thì nó sẽ mở ra những cái cánh cổng dẫn tới những hòn đảo lân cận ấy. Mình muốn đi khám phá trong ngày hôm nay luôn. Để mình coi thứ nhất là mình thử vận may, và thứ hai là mình muốn tìm thêm đồ ở dưới thành phố kết thúc ấy. Ok, đi thôi nào. Kìa. Cái cổng dịch chuyển nó nằm ở bên đây. Mình sẽ đi qua đó. Mà hơi dung nha. Cái này gớt xuống dưới cái tẩm một phát là mất xét thiệt luôn ấy, không đùa đâu. Hơi dung. Cố lên. Vượt qua nỗi sợ thôi. Cũng hơi sợ độ cao nữa. Thì cái tình á. Rồi gần tới rồi. Tới luôn bác tài ơi. Phóng qua đây cái ha. Hy vọng là nó cho mình một chỗ bình yên một xíu. Ui. Bình yên cái gì vậy? Trời đất ơi. Chút xíu nữa là gớt xuống đầu vối rồi. Oh man. Gớt xuống hơi đau nha. Và phía bên kia là một cái vùng đất gì đó. Đỏ lè đỏ lét luôn. Ui. Hơi dung nha. Mình không biết mình phóng cái nó có qua tới bên kia không nữa. Thì là phóng gớt xuống đều vôi luôn đây. Làm liều nha. Mình nghĩ là mình cũng tay to mà phóng còn bảnh được mà. Chuẩn bị. Phóng còn bên bảnh nè. Nam mô. Ừ. Phóng vô đất liền rồi. Mừng quá. Trời đất ơi. Sợ thiệt. Cái vùng này là Lantern Wood. Đúng không ta? Đại khái là nó có rất là nhiều những cái cây này là cái cây Lucernia. Wow. Ủa, nó còn có cái gì nữa cơ? Ở đây nó có cái công trình gì nè. Mà công nhận ở dưới DN đẹp thiệt ha. DN mà quá trời đẹp luôn. Đẹp hơn cái thế giới mà hôm kia mình làm hai cánh cổng qua đây nữa. Rồi cái này là một cái dạng công trình gì đó. Nó còn có rương nữa nè. Rương cho mình sách sức mạnh ép vô cung. Ố, bản đồ đến thành phố kết thúc luôn. Hên vậy. Trời đất ơi. Quá tuyệt vời luôn chứ. Nó còn có những cái con gì bay bay kìa. Không biết là nó có tấn công mình hay không á. Ở đây có rất là nhiều thứ mới luôn. Và mình lúc mới qua đây thì nó cho mình một cái cuốn sách The End of Dummy. Kiểu như nó cho mình thêm kiến thức hay sao á. Có thể làm được cái bàn này. Từ cái bàn này mình có thể làm được một cái chỗ làm phép gì đó. Oh. Wow. Làm phép xong nó ra cái gì kìa. Dữ vậy. Mình nghĩ là mình nên. Ui, cái cổng gì á.
Cái này chắc mình phải giữ lại thôi. Để từ từ mình nghiên cứu rồi chúng ta sẽ khám phá tiếp á. Nếu làm được cánh cổng này chắc nó sẽ dẫn tới một cái thế giới mới nữa đó. Quá là hay luôn. Và ở phần nhiệm vụ, ở đây thì mình cũng nhận được cái gì đây? À, đá en. Rồi một cái tô tâm. Ồ, một cái vật tổ trường sinh lạ nè. Nó cho phép mình kiểu như là khi bạn rơi xuống The Void. Ồ, hình như là nó sẽ cho mình trở lên trên nếu như mình rớt xuống The Void á. Được được, xuống đây thì mình nên gắn cái tô tâm này vô ha. Ngon ngon ngon. Vậy là mình không sợ rớt xuống The Void là mất xác nữa rồi. Quá dữ luôn. À phá, hình như đây nè, trong cái quyển sách nó có để một cái cánh cổng nè. Nó y rang cái chỗ này luôn. Oh, cái này mình cần phải đặt 8 cái internal crystal vô. Tức là những cái này nè, đúng không ta? Internal crystal. À không 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 không, internal crystal là cái khác. 8 cái thì nó sẽ kiểu mở lên cánh cổng nè. Oh, đá vậy, đá vậy. Xịn nha, xịn nha. Một chỗ để mình cần phải trở lại trong thời gian sắp tới rồi. Để mình coi coi đây là con gì mà nó bay bay lượn lượn nhìn đẹp vậy. Ui cơ cà, nó như con cái. Hoặc là, ừ, nó cũng giống con diều nữa. Ui con kia bị cà giật nữa cả. Chà, mình cứ tưởng buộc cà giật chỉ có bên thế giới của những phù hỷ chứ. Bên đây cũng có nữa. Cái bùa này phổ biến thiệt á chứ. Và cái quyển sách nhiệm vụ á, nó cho mình là nó ghi dòng chữ mình cần phải giết cái con rồng và triệu hồi cái con worm. Worm là con sâu hả? Con dung không gian nè. À, và chuẩn bị qua thế giới Abyss nữa. Ồ, nhiệm vụ, thêm một cái nhánh nhiệm vụ nữa mà mình cần phải thực hiện nè. Được ta, được ta. Nói chung thì nó liên kết rất là nhiều thứ lại với nhau á. Qua đây là mình cần phải làm thêm nhiều nhiệm vụ nữa. Hợp lý, hợp lý. Rồi, và cái bản đồ dẫn tới thành phố kết thúc thì theo như trên bản đồ mình cần phải đi về hướng Tây Nam. Tây Nam là hướng bên này. Ờ, vậy là đi ngược lại hả? Đúng rồi, chính xác là mình cần phải đi ngược lại thì mới tới cái thành phố kết thúc nè. Tò mò quá. Ê, những con rận Ender nó có ở đây luôn hả? Bình thường mình phóng nhiều ngọc Ender thì nó mới xuất hiện con rận á, mà ở đây là nó xuất hiện ngoài tự nhiên luôn. Dữ thiệt, dữ thiệt. Quá trời quá đất rồi. Và nếu như mình thiếu block chắc mình phải lên đây mình đào thêm rồi, chứ mình không đủ block để mình đi qua những đảo khác đâu. Đi một hồi thì mình tới được một cái tòa tháp hắc kim thạch không à. Wow, không biết là trong cái tòa tháp này nó có đồ không nữa. Mình tò mò quá. Đập thử. Biết đâu bất ngờ nhiều khi trong đây nó giấu kim cương. Người hắc diễm... Ơ gì? Cái gì ta? Netherite rồi sao? Hộp phẩm ở bên kia còn nữa cơ. Nó còn to hơn cái bên đây nữa. Úi giời ơi. Gần tới chưa ta? Mình cần phải đi về hướng... hướng Tây nhiều hơn nữa. Thì mình đi nốt qua bên đây luôn đi. Thiệt sự luôn. Qua The End xong mình thấy nó, The End nó còn đẹp hơn ở bên thế giới thường của mình. Ở đây có con Slam The End nè. Wow, nó cũng giống như Slam bình thường thôi, vẫn gây ra cái bóng chắc nhờn á, chỉ khác cái hình dạng và cái nơi ở của nó thôi à. Quá dữ luôn. Rồi, và phía trước mình là một cái chỗ mà có rất là nhiều cái hồ nước á. Nước trong veo luôn nha. Trong veo luôn. Có như cái cây màu xanh nữa cơ. Và cái bản đồ của mình nó bắt đầu lộ diện dần rồi. Có một cái điểm đặc biệt ở trong cái vùng này là cái tầm nhìn của mình á, nó bị hạn chế lại. Giống như là nó có một cái lớp sương mù vậy á. Rồi giờ thì chúng ta cùng nhau đi tới phía trước để coi coi nó có cái gì nào. Ôi ôi, chậm cái chân lại. Thì một bước nữa là gớt cái tổng xuống The Void đấy. Hình như phía trên mình nó có cái công trình gì đó. Trên bán... À, cái tàu, đúng. Cái thành phố kết thúc này có cái tàu luôn hay sao ấy. Ngon chưa. Trời ơi. Quá may mắn. Rồi, giờ thì mình sẽ trèo lên trên. Tò mò lắm rồi.
chuyến này để coi coi chúng ta có bội thu trong cái thành phố kết thúc này hay không nha. Qua wow, đây ngày đầu tiên là mình thấy hơi bị thú vị rồi đó. Không biết là cái gì leo bên đây mình có trèo được không nữa. Thử không? À mà đi, mình không có nhiều block lắm nên cũng hạn chế thử đi ha. Giờ trèo lên trước đi một xíu xuống thử sao. Chưa khám phá xong mà. Lên. Lên xíu nữa. Rồi. Chính xác, chính xác. Đây là cái thao kết thúc nè. Có cái đầu rồng. Ồ, 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 nó có những cái con gì giống Slam vậy. Nó có spawner bên kia nữa. Nó là spawner của cái con thánh tôm. Ôi no, ôi no. Mình sẽ lấy thêm đá để coi như mình trèo mới được. Hơi to, hơi to, lẹ, lẹ, lẹ. NCT Explorer Map kìa. Mở được cái thành tựu kìa. Rồi nó vẫn kịp xuất hiện. Mình lên tàu trước. Ôi nó copy mình được. Ôi no. Những cái con ở đây nó copy cái khiên với vũ khí mình kìa. Ôi nó mạnh lắm. Ôi mình không chạy vô kịp chắc mình chết mất. Nó cầm cái khiên với cái nón kim cương của mình kìa thấy không. Hơi bị dữ. Rồi 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 đập đập những cái làm summon đây. Ở đây còn có những con sugar nữa. Ê bậy 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 bậy. Bắn tầm bậy tầm bạ là chết nha. Không được nha. Còn còn giết nó giết nó giết nó. Còn phải giết nó lẹ. Sao một con nè. Ui vẫn bị dính. Đừng có bay lên trên. Hên quá trên đây nó có cái nắp che. Sẽ bắn nó. Chết đi. Xong phim. Chắc mình cố thủ trong đây trước đi ha. Lên trên là bị những con kia nó dí đấy. Rồi trong rương thì sẽ cho mình nón sửa chữa. Ngon. Để dùi đồ sửa chữa. Kiếm. Lại thêm ma không có sửa chữa. Một ba lô kim cương luôn. À, có thêm kim cương nè. Một cái kiếm nhạc hai. Cái đĩa. Một thêm một cái vật tổ trường sinh nữa. Ờ, và không có thêm dòng sửa chữa cho mình mang về rồi. Hơi đáng tiếc. Ở đây nó còn có một cái cánh cứng nữa nè. Quá đã luôn. Cái cánh cứng này nó được enchant sửa chữa với chầm hỏng sẵn rồi. Hay vậy. Quá tuyệt vời luôn á. Như vậy thì mình không cần phải tìm thêm dòng sửa chữa cho cái cánh cứng mình nữa. Nó có sẵn luôn rồi. Đây có thể nói là một cái tàu kết thúc rất là xịn luôn. Cho mình hầu như là những thứ xịn nhất rồi đó. Mình sẽ tạm thời mình giữ cái cánh cứng trong người. Lỡ mà mình rớt xuống là mình mặc vô liền ha. Hợp lý hợp lý. Có thêm đồ ăn nữa nè. Ăn thử coi cái này tốt không. Azure Berry. Ồ cái này còn một cái rương nữa. Bỏ túi luôn. Rồi. Bây giờ quan trọng hơn là làm sao để mình giết hết mấy cái đám này nè. Nó đông quá. Hơi là nó không chui vô được ha. Chứ nó chui vô là mình mệt mỏi nữa rồi. Nó lượm kiếm mà nó chặt đúng đâu luôn. Bắn nó. Ôi mày bắn nó không được. Giờ giết mấy con này mới mệt nè. Giết cái đống đó đúng tốn thời gian luôn á. Tại vì nó nhặt giáp với khiên của mình nên nó cực kỳ trâu luôn. Cái này là cái đèn. Còn có gì trên đây không? Ui. Cái này đừng có đụng nha. Đụng là nổ banh banh chành luôn á. Còn gì nữa không? Hình như hết rồi. Nó có những cái đè mới hoàn toàn ở đây nè. Mình sẽ mang về luôn ha. Và còn một cái đầu rồng nữa. Mình sẽ lấy thêm cái đầu rồng để tránh trường hợp một xíu mình không có lấy được. Đây xuống dưới lấy. Rồi như vậy thì lấy được rồi. An toàn rồi. Yeah. Những thứ quý giá nhất mình đã lấy được hết rồi. Quá tuyệt vời luôn. Giờ thì chắc chúng ta sẽ đi lần lần qua bên cái thành phố kết thúc thôi. Mình nghĩ trong thành phố nó sẽ có thêm rất là nhiều đồ cho mình đấy. Hướng đi thì mình nghe tiếng con gì á. Ui đó là những con phantom. Hai con. Ui nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Mà không sao, mình có thể giết được nó. Xong một con. Đây là ngươi lại đây, ngươi lại đây. Đừng. Ui nó lại spawn thêm, chạy. Nó spawn thêm. Nó mà xà xuống thì xác định mình đấy. Đó.
Té cái còn có thể. Rồi, mình đã bước vào thành phố kết thúc và lại có thêm những con Mimi Cup này. Ôi, hình như những đối với những con này thì mình không nên đánh nó đâu. Mình đánh nó là nó cướp đồ mình á. Cái nó copy mình hoàn toàn luôn á. Khó chịu ghê. Mình không giết được nó. Rồi, cho nó tự đánh tự phán đam chết đi. Một xíu mình gặp nó, mình thử mình không đánh nó coi coi nó có copy mình không. Chứ mình đánh nó là nó sẽ copy mình liền. Nó mặc giáp của mình, khiên của mình, vũ khí của mình nữa. Cực kỳ khó chịu luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình sẽ bắn nó đi á. Chứ cận chiến thì mình nghĩ mình không đủ sức để cận chiến đâu. Nó đông quá. Gầu luôn, vẫn bị dính. Kệ, dính thì mình sẽ thám thính tình hình coi có rương không. Hay dạ. Rồi xuống đi, xuống đi. Có rương không? Hình như không có rương hay sao á. Bắt cua. Rồi bay lên. Lên cái tít trên cao luôn. Rất là nhiều sugar ở đây ha. Nếu mà mình muốn làm những cái rương thì đây là cơ hội lý tưởng để mình làm rương sugar. Nhưng mà ở đây thì mình đã có những cái ba lô kim cương các thứ rồi, nên mình chắc mình sẽ không làm đâu. Rồi mình còn có mấy giây thôi, hy vọng là đủ. Hên, đủ. Rồi, bay lên thêm để mình đập cái lòng spawn nè. Lòng spawn sugar luôn mới ác đó chứ. Nó có những cái rương sugar làm sẵn đó nè, nó treo lên luôn cho mình rồi. Nhuộm màu luôn. Sau này phục vụ tận tình vậy đó. Nè, màu vàng nè. Cái này là màu hồng. Cái này là màu xanh. Ui giời ơi. Màu trắng bên đây nữa. Quá là đã luôn. Giờ thì đợi cho hết thì hướng bye bye này đi. Và mình sẽ lấy những cái rương sugar mang về ha. Rồi, lắm. Ui. Trời đất ơi, không kịp lụm cái kia mà rớt cái bẹp xuống dưới rồi. Ok, bỏ cái cũng không sao đâu. Giờ thì đi kiếm chỗ cao hơn nè. Cái này là nó đã xây lại rồi, nên mình không biết chắc là chỗ nào sẽ có những cái rương ấy. Giờ phải đi tìm từ từ nữa nè. Giờ lên trên lại nữa hả? Ủa, tầng dưới này nhìn nó to quá, còn không biết tầng dưới có đồ không ta. Để mình thử khám phá ở dưới thử ha. Thường thường người ta sẽ khám phá ở dưới dài lên, nhưng mà mình kiểu mình thấy cái tàu mình sung quá, mình khám phá cái tàu trước. Ồ, vậy là ở dưới nó không có đồ rồi. Đó, bình thường thì nó không copy mình được đâu. Ui, nó vẫn copy được. Ôi, ôi. Kìa, nó vẫn copy mình được. Mấy con Mimi Cup này khó chịu quá. Nè nè, mấy con Mimi Cup ra càng nhanh càng tốt, trước khi mà nó biến thành mình. Ui da, ai, ui. Đó, biến thành mình rồi. Ui da, ai, ui. Đau mà. Nóng tính thiệt sự. Ui, ui. Bay lên. Thành công chưa? Bắt cua. Chết rồi. Bắt cua. Bay lên. Sao rớt quá vậy? Tỉnh lên. Ui, bay lên rồi. Ồ. Nhạc sắc bén trong hỏng. Ồ. Vẫn không có sửa chữa. Come on. Phía trên cao chắc không có rương rồi. Như vậy thì thỉnh thoảng sẽ có một số chỗ nó vẫn cho mình rương ha. Tính ra cũng được á chứ. Nó vẫn dí theo mình để nó giết mình cho bằng được à. Thấy nó sung chưa? Mình ăn táo nó cũng bắt trước ăn táo luôn. Nó copy mình hoàn hảo tới mức vậy luôn á. Chịu. Mình bó tay với cái con Mimi Cup rồi. Rõ ràng mình ăn táo nó cũng bắt trước ăn táo theo luôn. Ghê thiệt. Thôi, cái này là chúa copy rồi. Mình làm sao là nó làm Iran vậy á. Sau khi rời khỏi cái vùng cực kỳ xanh tốt kia thì mình đã tới một cái vùng khác. Ui, sao mình lỡ nhìn vô con này à. Mình lỡ mình nhìn vô nó cái nó tức giận lên à. Tức giận thì ta tới công chuyện với ngươi luôn. Trâu hả? Trâu nè. Enderman trâu thiệt đó chứ. Cái vùng này thì nó có những cái quả cầu gai cơ. Rất là to luôn á. Hình dạng mấy quả cầu gai này thì mỗi cái mỗi khác luôn. Dùng này lạ thiệt. Bên địa này nhiều thứ mới quá hả? Không biết là trong cái vùng này nó có phá
khoáng sản riêng không ta? Sao mình tò mò thiệt. Để mình bay qua bên kia tiếp. Để coi coi nó có công trình nào ở khúc này không nha. Mình nghĩ là mỗi cái vùng á thì nó sẽ có một loại công trình riêng á. Tại vì dưới đây mình nãy giờ mình đi là mình đã coi coi gặp mấy cái vùng rồi ta. 3-4 vùng đất rồi. Quá trời quá đất rồi. Nè, tiếp tục lại có một cái quả cầu gai nữa nè. Rất là to luôn nha. Trong đó thì lại có những cái cục gạch. Gạch kết thúc á. Cơ. Vô lý nha nhờ. Công trình này nhìn sơ qua thì có thể là khá là thử thách đó. Nhưng mà gặp người chơi hay rảnh như mình thì xác định với mình rồi. Mình nghĩ nó có gạch là nó sẽ có đồ. Hoặc là có một cái công trình gì đó bên trong thì nó mới bao phủ bằng những cái gạch kết thúc chứ. Chứ đâu tự nhiên khi không nó lại xây bằng cái vật liệu đó đúng không? Ủa mệt ở dưới. What the hell, ở dưới thành phố kết thúc cũng có tuyết rơi nữa nè. Really? Có tuyết rơi luôn. Quá dữ, thành phố kết thúc bây giờ là một cái khu vực lý tưởng để mình sinh sống rồi. Vừa nhiều địa hình đẹp mà vừa có nhiều kiểu thời tiết nè, giờ đang mưa tuyết nè. Tuyết rơi các thứ nè. Lạ thiệt luôn á, lần đầu thấy luôn á nha. Rồi gần hết block rồi. Kệ không sao, còn mấy cục gạch mà. Nhưng mà càng gần thì mình cũng càng phải cẩn thận chứ. Gần tới mà gớt xuống dưới thì kỳ lắm. Ui, thiệt. Nó có con rận Ender cả. Rồi mình sẽ nhảy qua đây, đừng có gớt nha. Nice. Rồi lên, mình nghe tiếng con rận Ender rồi. Rận Ender hả? Ủa? Đây, rận Ender đây. Và mấy cái... Cắn, dám cắn ta hả? Nó rơi ra Endermite Powder. Mình có thể dùng nó làm cái gì không? Không có công thức. Thấy, có đồ nè. Nó trong một cái rương sugar luôn nha. Lượm hết luôn đi. Cái lòng, có lòng spawn ở dưới. Vậy là trong đây cũng có lòng spawn nữa nè. Dám cắn ta hả? Rồi cái lòng bên kia thì nó cho mình một cây cuốc hả? Coi trong hai cái món đồ này nó có cái món nào có dòng sửa chữa không? Không có sửa chữa. Cũng không có sửa chữa luôn. Quả chorus nữa nè. Ok. Mấy cái cục này có công dụng gì không ta? Chắc nó để trang trí đó hả? Ok, bỏ túi đi. Trèo lên đây tốn cả đống block nhưng mà bù lại mình được hai cái rương free ha. Bên đây có, chắc là bên kia cũng sẽ có chứ, đúng không? Mình nghĩ vậy. Thử nào. Lắc. Để đào vô trong coi. Cái này nè. Giống như băng, nó là băng chứ gì nữa. Nó lên ra nước nè, nó chảy ra nước. Không, vậy là chỉ có một vài cái thôi. Cái nào mà nó hở ra, lộ cái cục gạch em này thì mới là công trình ha. Rồi, hiểu luôn. Rồi, bây giờ thì cẩn thận bay qua bên kia nè. Chứ lên được mà xuống được mới là vấn đề nè. Mình sợ vô này lắm. Đây. Rồi, an toàn trở xuống rồi. Và trong tương lai thì mình sẽ tìm hiểu thêm về những cái loại cổng mà bên cái thế giới kết thúc mình vừa tìm được á. Mình nghĩ là nó sẽ dẫn mình tới một cái vùng đất rất là hay trong tương lai á nha. Hy vọng mình sẽ sớm có được những thứ cần thiết để bước qua đó. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá cực kỳ may mắn ngày hôm nay. Mang về được khá đồ tốt ha. Và biết thêm được rất là nhiều vùng đất bên thành phố kết thúc luôn. Bên thế giới kết thúc luôn. Rồi, mong rằng những chuyến khám phá sau thì mình sẽ tiếp tục may mắn giống như vậy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye. We'll be right back.